Tẩy trắng răng là một trong những phương pháp nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng và ít gây hại đến răng để cải thiện sự thẩm mỹ của răng, để nụ cười trắng sáng rạng rỡ hơn. Nha khoa trục răng Sài Gòn áp dụng phương pháp tẩy trắng răng 4.0 công nghệ dùng whitening. Đây là công nghệ tẩy trắng răng tiên tiến và đang được sử dụng tại hầu hết các phòng nha ở Mỹ. Quá trình tẩy trắng răng kéo dài khoảng 45 đến 60 phút. Sau khi khám và vệ sinh răng miệng, bác sĩ sẽ tiến hành tẩy trắng răng. Trước tiên, bạn sẽ được soi màu sắc răng trước khi tẩy. Sau đó, bác sĩ sẽ che chắn, bảo vệ nướu và các vùng quanh răng. Sau khi che nướu, thuốc tẩy sẽ được đặt lên răng của bạn và chiếu đèn. Quá trình này kéo dài 20 phút. Sau khoảng thời gian 20 phút, thay thuốc và lặp lại cho đến hết liệu trình. Sau khi hoàn tất, răng của bạn sẽ trắng sáng từ 3 đến 5 tông so với màu sắc răng trước đó. Mình tên Hằng, đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến nha khoa trồng răng Sài Gòn hôm nay để tẩy trắng răng và thăm khám răng định kỳ. Thì răng mình nó bị ố vàng, thành ra là mình không có tự tin lắm. Răng mình hơi bị ố vàng và nó không có đều màu nên mình đến nha khoa trồng răng Sài Gòn để mình tẩy trắng răng. Sau khi tới bác sĩ tư vấn thăm khám và mình quyết định làm thì cái quá trình làm thực sự nó không có đau một chút nào. Nhẹ nhàng, không ê buốt gì cả. Mình rất là bất ngờ luôn. Thì bây giờ mình ngồi đây mình tươi cười nói chuyện với mọi người rất là ok, rất là tự tin. Và răng hiện tại của mình đã trắng sáng bật tông. Mình thấy là so trước đây thì nó đã bật đến 3 tông. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Nhu và bé Hân là người đã làm cho mình, để giúp cho mình có cái nụ cười tự tin hơn, hoàn thành tốt công việc và đứng trước mặt khách hàng một cách tự tin nhất. Nếu các bạn có nhu cầu tẩy trắng răng hoặc là làm bật răng sứ thì mình cứ đến nha khoa trồng răng Sài Gòn, tại vì dịch vụ ở đây là rất là tốt. Còn đối với những khách hàng mà đang phân vân hay là do dự tìm một cái trung tâm nha khoa uy tín thì mình rất là recommend cho mọi người đến với trung tâm nha khoa trồng răng Sài Gòn này để trải nghiệm và cảm nhận.